Xin chào quý vị và các bạn. Thời tiết các tỉnh miền Bắc từ đêm ngày 14 tháng 11 khả năng có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi có mưa to do chịu ảnh hưởng của hội tụ gió tầng khí quyển trên cao. Dự báo mưa sẽ kéo dài đến ngày 16 tháng 11. Người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm trong cơn dông. Nền nhiệt vì vậy sẽ có xu hướng giảm nhẹ do trời nhiều mây và có lúc có mưa. Ban đêm thời tiết phổ biến ở ngưỡng trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất chủ yếu dao động từ 20 cho tới 23 độ. Vùng núi có nơi trời rét với nhiệt độ dưới 19 độ. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm không nhiều. Mức nhiệt cao nhất ngày tại các tỉnh miền Bắc phổ biến ở ngưỡng 27 đến 30 độ. Lưu xuống khu vực Trung Bộ, thời tiết tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ ngày 14 đến 15 tháng 11 có mưa rào và dông rải rác. Tuy nhiên lượng mưa được dự báo là không quá lớn. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chế độ nhiệt ẩm không có quá nhiều biến động. Mưa rông có thể xuất hiện về chiều tối và tối trong 3 ngày tới. Cục bộ có thể có mưa vừa xảy ra. Nhiệt độ tại các tỉnh thành miền Trung vẫn dưới mức 31 độ vào trưa chiều. Với các tỉnh thành Tây Nguyên và Nam Bộ, trong 3 ngày tới, mưa có xu hướng giảm dần tại đây, phổ biến có nắng vào trưa chiều, với nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên là từ 28 đến 31 độ, còn Nam Bộ là từ 31 đến 34 độ. Chỉ lưu ý là về đêm và sáng trời lạnh ở các tỉnh vùng cao Tây Nguyên do kết hợp với yếu tố địa hình, nhiệt độ chỉ từ 17 đến 20 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm huyện đảo Hoàng Sa phổ biến có gió đông bắc cấp 4 đến cấp 5 và phổ biến là không mưa. Từ khoảng ngày 16 tháng 11, gió chuyển dần hướng đông bắc đến đông với cường độ trung bình. Khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm huyện đảo Trường Sa có gió đông bắc cấp 4 đến cấp 5, mưa xảy ra ở diện rải rác làm tầm nhìn giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa và nguy cơ cao xuất hiện tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm, tàu thuyền cần chú ý khi lưu thông. Đến đây bản tin thời tiết cuối ngày 13 tháng 11 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.